Nhà tôi có nuôi cá truyền thống trong ao, liệu có cho ăn bã đậu được không? Vâng, thưa bác, với câu hỏi của bác thì đã được thạc sĩ Nguyễn Thị Hà tư vấn như sau. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Với cái câu hỏi của khán giả thì trong cái nuôi cá truyền thống thì chúng ta cũng có thể sự tận dụng cái việc mà cái bã đậu đấy cho cá ăn được. Tuy nhiên ở trong bã đậu ấy thì nó chỉ còn lại một chút cái hàm lượng chất dinh dưỡng, tức là hàm lượng protein và một số các vi lượng khác thôi, phần lớn là các cái bã, các cái chất xơ. Chính vì vậy mà khi cho ăn bã đậu thì khán giả cũng nên bổ sung thêm thức ăn tinh là thức ăn cám bằng cám công nghiệp hoặc là các cám tự chế để mà đảm bảo cái đủ các chất dinh dưỡng để cho cá sinh trưởng phát triển. Cái lưu ý thứ hai nữa là khi sử dụng thức ăn bã đậu mà chúng ta sử dụng triền miên, mà chúng ta sử dụng với cái liều lượng là nó thử ăn cá sẽ ăn ra không hết ấy, thì nó sẽ rất là dễ gây thối nước và làm cho pH sẽ rất dễ giảm pH. Thì khi cái điều kiện môi trường nó bất lợi như vậy thì cũng rất là ảnh hưởng đến đời sống của cá. Chính vì vậy khán giả lưu ý là chúng ta cho ăn vừa đủ để mà không đảm bảo cái tính là không để dư thừa gây ô nhiễm ao. Kêu giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6:10 hàng ngày, phát lại vào 14:15, 21:40 trên 3E.